lo ngại Donald Trump sẽ thắng, hàng nghìn người từ Mexico di cư trước sang Mỹ. Ông Trump là người có lập trường mạnh mẽ chống nhập cư, xét đến những thách thức đang diễn ra tại biên giới Mỹ-Mexico cũng như các cuộc tranh luận chính trị xung quanh các chính sách nhập cư. Một đoàn di cư khoảng 3.000 người đã khởi hành từ miền Nam Mexico hướng đến Mỹ vào ngày 5 tháng 11, đúng ngày bầu cử chính thức tại nước này. Trước khi tiến về phía Bắc, nhóm người di cư đã tập trung tại Tapachula, thủ phủ của tiểu bang Chiapas, phía Nam Mexico. Đây là khu vực trong những tháng gần đây thường xuyên xảy ra bạo lực nhằm vào người di cư, do các nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện. Vì thế, những người di cư, trong đó có cả phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, đã quyết định đi theo đoàn để giảm bớt những nguy hiểm tiềm tàng. Bên cạnh đó, người di cư cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xin tị nạn tại Mỹ. Nhiều người thậm chí còn không xin được cuộc hẹn xin tị nạn thông qua ứng dụng di động của cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ. Dòng người di cư đổ về Mỹ do lo ngại cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đang diễn ra tại Mỹ. Ông Trump là người có lập trường mạnh mẽ chống nhập cư. Xét đến những thách thức đang diễn ra tại biên giới Mỹ-Mexico, cũng như các cuộc tranh luận chính trị xung quanh các chính sách nhập cư,